Ta qua câu hỏi tiếp theo. Bạch sư, xin sư giải đáp giúp con. Có một bạn bên Phật giáo phát triển nói với con là không có gì là duy ngã độc tôn, Nam tông, Bắc Chánh tông, Mật tông nào cũng đi tới giải thoát, tịnh tọa, thanh cảnh thì sao phải phân chia? Chúng ta chan hòa giữa mọi tôn giáo trên thế giới với số lượng người theo mỗi tôn giáo nên không nào là nhất cả. Xin giúp con giải đáp vấn đề này. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn khẳng định Ngài là chúng sanh tối thượng ở trên đời, Ngài là chúng sanh cao nhất ở trên đời, không có một chúng sanh nào hơn Ngài cả. Thế cho nên nếu như một người mà không công nhận Đức Thế Tôn là người tối thượng ở trên đời, là người tối tôn ở trên đời, thì người đó, nó hơi kỳ, nhưng mà theo cá nhân sư, người đó đức tâm quy rồi. Tức là mình quy y Thế Tôn mà sau đó mình có suy nghĩ tà kiến. Sư nói nó hơi nặng, nhưng mà suy nghĩ đó là tà kiến, là Đức Thế Tôn không phải là người tối thượng ở trên đời, không phải là người tối tôn ở trên đời, thì người đó xem như đức tâm quy. Mà người đức tâm quy thì mình không cần phải xét nữa ha. Rồi còn các tôn giáo khác và Phật giáo thì khác nhau ở chỗ nào? Trong Kinh Sư Tử Hống của Trung Bộ thì Đức Thế Tôn Ngài khẳng định là chỉ có trong giáo pháp của Đức Thế Tôn mới có các hàng thánh nhân. Chỉ có giáo pháp của Thế Tôn thì mới có thánh nhân. Còn những ngoại đạo thì họ không có hiểu về cái dục và sự ly dục, về nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, về sự luân hồi trong các cõi và sự chấm dứt luân hồi trong các cõi. Họ không có cái đó. Còn thế nào là con đường mà Đức Thế Tôn Ngài đã hướng dẫn? Đó chính là Bát Chánh Đạo. Thế cho nên sư đồng ý cái chuyện là mình không nên bị những cái nhãn, sư nói rất nhiều là không nên bị cái nhãn Nam Bắc tông này tông kia, mà mình nên xem là ở đó giáo lý đó họ có dạy theo Bát Chánh Đạo hay không. Nếu không có dạy theo Bát Chánh Đạo thì rõ ràng mặc dù họ gắn cái nhãn gì đi chăng nữa, đó cũng không phải là sự thực hành theo lời dạy của Thế Tôn. Đơn giản thế thôi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.